Chào các bạn ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhịp Sống Châu Âu. Hôm nay mình sẽ đi dự cái buổi lễ là hết mẫu giáo của con gái mình lên cấp 1 ấy. Tức là chào tạm biệt trường ấy. Thì đây mình ở nhà mình đang đi đây. Đằng trước là chồng mình, đây là bà Tây trong con mình. Mình với con trai đang đi đây. Mình sẽ giới thiệu tới các bạn một bữa nha. Ở bên này họ làm như thế nào? Và ở đây bà soi gương. Đây các bạn ơi, đây là hôm nay là sẽ tổ chức trong cái tòa nhà này. Bây giờ là các phụ huynh các thứ là đang đây rất là đông tòa nhà này. Bây giờ mình sẽ đi vào tòa nhà nhé. Đây các bạn ơi, vào cổng đây. Đây không phải là một cái trường đâu các bạn. Đây là một cái tòa nhà để những tổ chức những sự kiện ấy, của trường, của làng ấy, của ủy ban. Đông lắm ạ. Các phụ huynh như các em nhỏ đang ở đây. Ôi đông quá nên đi ăn cô Asita một dĩa. Dĩa tạm Asi chưa? Để quay. Để mình đi vào đây mình quay các bạn nhỏ cho các bạn nhỏ. Con gái mình đây. Yêu. Như không bực tóc à? Không tóc. Này xinh đúng không? Được, chào cô chú này. Con chào cô chú. Xin chào cô chú mới thấy thì. Rồi chào cô chú đi. Con chào cô chú. Cà tóc lại kìa. Ừ. Mẹ ơi mẹ. Hả? Ở đây đang đông lắm các bạn. Các bạn ơi mình tắt nhá, để tí nữa mình vào trong mình quay thời lượng nó dài. Anh ấy bệnh dày vậy con? Thứ hai con có đi học không? Có. Bảo hỏi cô chưa? Já si myslím, že stačí tuto, ne? To jí... Cô giáo hiệu trưởng đó các bạn ơi. Nhưng mà tặng xong hôm sau con nó vẫn cần đi học thể đúng không? Nên nay Я đưa ra camera. Bắt đầu vào buổi các bạn ơi. Ôi trời ơi, nó các bạn chơi. Sao mình cũng được tại con nếu mà con đi học á. Các bạn ơi, mấy cô nha, các những phụ huynh thì mua này tặng cô giáo đó, tại vì hôm nay là nghỉ xong là nghỉ hè đó, còn bạn nào mà chưa tặng anh là hôm sau đang còn đi học hè, hè họ vẫn trong, ai nghỉ hè thì vẫn cũng được. Dobrý den.
Tentokrát už opravdu nešlo.
Các bạn ơi, đây là các cháu, cháu nhận được cái bùa kiểu quà tặng béo hôm nay không dạy anh luôn. Béo đấy. Béo dạy à? Béo không trẻ trẻ. Ba cô thôi. Thấy em có hai hộp. Này không có kinh đồ.
thằng Tuân nó cầm chạy lên một cái, ba cái hả? Không, là cái bánh, bánh. À, nó cầm một bánh. À, chú ấy, đi thẳng xuống đây. Chú đang lấy hàng. Cô béo à? Chiều cô béo. Thế thì bây giờ con đưa cho cô già với cô trẻ đi nhau tí nữa, đưa cho cô bé chiều, đưa cô bé xong. Đưa cô đứng lên ngại. Từ từ em nó đòi. Ngại giờ về lấy lỡ gọi đến gọi tên nó kịp đâu. Cô đang bận hàng.
tên con hả? Tên con rồi. Khi nào? Sau bạn này hả? Hả? Thông minh hơn rồi. Nó tặng ba con. Con biết không? Giờ chiều thì nó gặp con kia đâu có biết. Lần tới vừa mà biết rồi. Con đi xuống đi là bố ra con lấy nhỉ. Rồi bố ra đây. Rồi đang phân phân để bố ra đây. Bố đang ra.
Ngồi đây nó cắn. Ngồi đây nó cắn.
A nó lớp B. Này lục với em nó đòi. Thằng chặt cơm nó rồi. Thấy nó tặng cho cô kia. Thấy nó học cô đấy, hình như đây là à, khác lớp với anh mà. Cô đấy là chính của nó. Giống như cô áo đen như là chính của anh. Thank you.
Con đến trường nhưng mà con muốn đi về chơi chuối.
Dạ hả? Các con chưa đó xong bộ bộ đón 12 giờ hả? Có biết bộ đón 12 giờ mà có biết giá không? Dạ. Con nói chân hơn. Con nhớ đó sao? Con nói chưa là vừa ra chụp. Cô biết giá nó bình. Cô đây là con đó mà đã biết. Dạ. Thì cô đây là con đó mà đã biết. Các bộ nhịp chi đe có vi dễ? Dạ. Dạ, con nhớ. Giác xe. Dạ. Để dễ nào thôi gì cũng giác với liền. Tầng đã biết được xe hôm nay không? Để làm đầm có xe này không? Dạ. Em hôm đông mũ. Thật thì vài chi đó hôm nay giác xe giác với liền tầm. Để bà nào thôi gì giác xe tầm. Dạ, con có xe này. Dạ, con có xe này. Dạ, bà vì giáp tay bà như vậy xin một giáp bò biết giờ đâu mũ à giáp tay na giáp là đi mẹ bò Stejně ještě pondělí, úterý, středa do školky normálně. Aha. Tak my děkujeme moc rád. Na shledanou. Děkujeme, na shledanou. Con đi về cùng cô giáo đúng không? Dạ. Thế con vào cho cô giáo đi thu lạc bây giờ.